phục vụ cho tái đàn sau dịch tả heo châu Phi, thực hiện nhiệm vụ nhân giống những con heo thịt thương phẩm thơm ngon nhất với tỷ lệ đẻ hơn 10 con một lứa. Sau chọn giống, đàn cũ kỹ tụi tôi sẽ góp thêm 18.000 con heo nái. eBay.